Chào bà con nông dân và các bạn. Với hiệu quả kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định, những năm gần đây, nghề chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối nhanh cả về số lượng và chất lượng, góp phần không nhỏ vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nhiều địa phương, giúp các hộ nông dân làm giàu từ nghề này. Cùng với việc phát triển đàn bò sữa, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện chặt chẽ quy trình chăn nuôi và sản xuất sữa. Hướng tới phát triển bền vững, với tiêu chí đặt chất lượng sữa lên hàng đầu, thời gian vừa qua, sự liên kết giữa công ty cổ phần sữa Vinamilk và công ty sữa cô gái Hà Lan với các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được triển khai chặt chẽ, khắt khe hơn. Để lấy được nhiều sữa và sữa chất lượng cao, thì người chăn nuôi phải đầu tư giống bò tốt, tuân thủ quy trình chăm sóc hàng ngày. Đặc biệt là nguồn thức ăn phải đảm bảo dinh dưỡng, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi. Bên cạnh đó, việc khai thác sữa tươi khoa học đúng quy chuẩn để sản lượng sữa có chất lượng tốt và đường thu mua với giá cao nhất trong hợp đồng cũng là điểm đáng lưu ý. Việc thực hiện đúng theo quy trình chăm sóc và sản xuất sữa tươi vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội để người chăn nuôi trong tỉnh đảm bảo sự liên kết bền vững trong việc bao tiêu, thu mua sữa. Những năm gần đây, người dân xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo đã tích cực chuyển dịch đưa các giống cây ăn quả có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào thâm canh tại những khu đất vườn đồi của gia đình mình. Đặc biệt là giống na dai của Bồ Lý hiện nay đang được người tiêu dùng nhiều nơi ưa chuộng. Toàn xã Bồ Lý có khoảng 100 hecta đất trồng na, trong đó thôn Ngọc Thụ 32 hecta, Đồng Bụt 14 hecta và Trại Mái 28 hecta. Chất đất ở đây để trồng na rất phù hợp, nên cây na dai khi cho quả có mẫu mã đẹp, quả to, mắt sáng, vị ngọt sắc, được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay na dai Bồ Lý đang cho thu hoạch rộ, giao bán buôn tại vườn với mức giá cao từ 25.000 đồng đến 35.000 đồng 1 kg. Tôi có hai mẫu đất mà trồng được là 700 cây. Thế còn hàng năm thì cũng thu hoạch được tầm độ 6-70 triệu. Cái loại này nó quá sạch luôn, nó còn sạch hơn cả rau luôn đấy. Rau có thể là anh còn phun bón lá rồi anh còn nọ kia để cho nó tăng năng suất. Như riêng cái na này anh chỉ có chăm bón càng nhiều phân càng càng lắm quả, mà quả của nó lại càng 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 tốt. Thế còn ăn của nó thì kể cả là quả to hoặc quả bé là cái chất lượng của nó vẫn tốt như nhau. Nhiều hộ gia đình xã Bồ Lý có thu nhập cao từ trồng na, nhưng thực tế hiện nay là thị trường đầu ra của sản phẩm vẫn bấp bênh tự phát. Để cây na dai phát triển bền vững và có thể làm giàu cho chính người nông dân xã Bồ Lý, chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh cần sớm quy hoạch xây dựng thương hiệu đặc trưng đối với sản phẩm nông nghiệp này. Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc trồng na để nâng cao chất lượng của na dai Bồ Lý. Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Những năm qua, Hội cựu chiến binh thị xã Phú Yên đã có nhiều việc làm và hoạt động thiết thực, hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, Hội cựu chiến binh thị xã Phú Yên có trên 5.300 hội viên sinh hoạt ở 14 chi hội. Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Trong 5 năm, từ giai đoạn 2011 đến 2016, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã thu hút nhiều hội viên tham gia. Tỷ lệ hộ gia đình cựu chiến binh nghèo giảm, hộ khá giàu tăng lên và trở thành những chủ trang trại, gia trại với quy mô sản xuất ngày càng phát triển, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Hội cựu chiến binh thị xã Phú Yên đã có rất nhiều những cái hoạt động tích cực trong cái phong trào giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo. Một là chúng tôi đã thành lập được cái 11 cái câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi của toàn thị xã. Mà tất cả các cái xã phường đều có các cái câu lạc bộ hoạt động với 284 thành viên hiện nay, thì các câu lạc bộ hoạt động rất là tốt, đặc biệt là cái câu lạc bộ làm kinh tế của thị xã đã có nhiều cái đóng góp tích cực tham gia vào cái xây dựng địa phương và xây dựng hội cựu chiến binh. Từ các cái câu lạc bộ làm kinh tế làm nòng cốt ở các cái địa phương thì đã giúp cho hội cựu chiến binh là giảm nghèo, làm kinh tế phát triển, tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2011 là 0,8 cho đến năm 2015 là hội viên cựu chiến binh chỉ còn có 0,3 hộ nghèo. Thì trong đó là có sự cố gắng rồi sự đóng góp rất là nhiệt tình của các cái câu lạc bộ làm kinh tế của thị xã. Từ phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, hội cựu chiến binh thị xã Phú Yên đã có nhiều gương hội viên làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia các tổ chức hoạt động từ thiện xã hội. Điển hình là hội viên Mai Thị Hồng Nguyên ở phường Phúc Thắng là hội viên câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ doanh nghiệp phường Phúc Thắng. Công ty của chị tạo việc làm cho trên 70 cán bộ công nhân, chủ yếu là con em cựu chiến binh và cựu quân nhân người địa phương
với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ biết làm giàu, chị còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương. Với những cố gắng trong công việc kinh doanh của mình, chị luôn đạt danh hiệu cựu chiến binh làm kinh tế giỏi nhiều năm liền. Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, thị xã Phú Yên đưa ra những giải pháp cụ thể như tập trung giảm nghèo cho cựu chiến binh ở một số xã, phường có tỷ lệ hộ nghèo cao, vận động cựu chiến binh làm nông nghiệp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, mở rộng trang trại. Gắn phong trào này với phong trào cựu chiến binh gương mẫu và các phong trào thi đua yêu nước khác nhằm tạo động lực xây dựng hội ngày càng vững mạnh.